Làm bún như thế này ở ngoài em là thành tuyệt chủng rồi đó. Chụp lấy với. Quay lấy. Mẹ em cũng không biết làm rồi. Cả làng em chả ai làm như thế này. Không theo cái này không nhà nào có rồi đấy. Trước anh đi thi được không? Cháu hôm đấy thi hai môn điều kiện gì? Bây giờ hôm nào đi thi tiếp? Cháu 20 tháng 1. Bố mẹ, mẹ bố bên đây chúng ta để học. Chụp đây với quà trong chậu đi. Ừ, đâu? Quà. Chỗ cái chê kìa. Đây. Em nghĩ là cái xà của Giáp như thế. Ờ, chắc là em nghĩ cái xà như thế thôi. Còn những cái của mình buồn mỗi có một số đâm mục nữa. Nó bao nhiêu cái à? Giáp cái này lên. Cũng còn mấy thanh nhỉ. Anh nhiều mà, còn lấy cái hộp của anh Long này lên đỡ. Còn bây giờ còn một thanh chưa được à? Chưa lấy về. Đang nó lên đến đây nó đi luôn rồi. Ờ, lấy lên bốc hết chỗ của mình và chú Giáp lại lên đấy lên đây xong là đi luôn mà. Một lúc sau là bọn mình vào nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì thằng Huấn trong này gọi vào máy của chị xong mà gặp bác anh một tí thế thì sau mới thanh Long báo là thằng nào chỉ lên nhà rồi chạy vào hết Huấn xong mà hôm qua nó tắt điện đi hết cả nhà không dám được đón đâu mà. Đúng rồi. Nhà dùng ô tô vào. Lúc ấy anh Long gọi điện lên thì em đang uống rượu. Sau anh mấy em tắm xong rồi mà người lại bốc xuống một lúc sau lại ăn cơm xong lại gọi thế này. Xong này lại kha vào nhà. Thì là ăn cơm xong rồi thì là em Cường hay là ai nó gọi thế lại đi kiến chốt anh hắn kia vào. Cái xong của hát thuê ở tầng 10 ghé một. Chú lấy xe thấy xe chú Tài vào họ cũng để ý rồi. Chắc là bên kho ho cái thôi, cái mạng cái nhà thì cái xà kia của Giáp kia thôi. Chắc là thế. Còn bảo là hôm qua để bên nhà căn ví dụ. Còn mấy anh em ở trong kia thì cái này nó nhăm nho chứ. Nó có phải là nghiến đâu. Mấy thanh của em không. Đè chưa? Đè tiếp chưa? Đè đó. Cái này lúc còn trẻ con như còn bà ấy thì còn làm cái này. Em đè một lần thế nào. Cái này cũng phải 44 nữa. 44 mà.
Ấy, cái này còn thấy bao giờ nữa cái này à? Ngoài kia à? Chiều này làm lại chiều là cám lợn nữa, xong là cũng tối làm vất vả lắm. Ôi đây, đây đây rồi. Ai đang ngồi trên kia nè? Chạy. Rồi rồi.